xin chào quý vị khán thính giả của đài AVA băng tần 57.7. Và Trúc Loan xin mời quý vị đến với một chương trình mới đặc biệt của đài AVA ngày hôm nay. Đây là chương trình Sit and See thưa quý vị. Và phía sau Trúc Loan là tượng Đức Mẹ ở Long Beach. Thật ra cái show này là sẽ đi đến Bakersfield, nhưng mà bởi vì trên đường đi thì có đi ngang tượng Đức Mẹ, cho nên chúng tôi cũng muốn giới thiệu đến những quý vị nào mà chúng ta mới vừa đến Cali nè, hay là những quý vị nào mà chúng ta là những người khách du lịch mình đến đây, mình chưa biết được là ở đây có một tượng Đức Mẹ là rất là linh thiêng, thì Trúc Loan mời quý vị hãy đến thăm tượng Đức Mẹ ở Long Beach. Thực ra, bức tượng mà quý vị đang thấy là bức tượng được làm để mô phỏng lại Đức Mẹ cho quý vị dễ đến đây thăm viếng. Còn bức tượng thật là bức tượng nằm ở đằng sau tường trong khuôn viên của một ngôi chùa thưa quý vị. Vì đã trải qua sự nhiệm màu của Đức Mẹ, cho nên một vị sư cô vẫn giữ bức tượng của mẹ ở trong chùa và bên cạnh đó là xây thêm một bức tượng nữa ở bên ngoài để quý vị có thể dễ dàng đến viếng thăm. Vâng thưa quý vị, Trúc Loan đang trên đường đi đến Bakersfield đây. Và bây giờ thì chưa có ai để phỏng vấn hết, cho nên là Trúc Loan sẽ phỏng vấn anh tài xế đẹp trai. Hello anh Luân Trường. Xin chào, xin chào. Anh Luân Trường đang cảm thấy như thế nào, có hồi hộp không? Vâng, vừa hộp vừa buồn ngủ quý vị ơi. Trời ơi, tài xế lái xe không được buồn ngủ nha. Tại vì mình đi cái chỗ này nó xét đến 3 tiếng đồng hồ để mà mình chạy tới đó. Cho nên là sáng nay là Luân Trường đã phải dậy rất là sớm. Yeah. Tại vì là Luân Trường sợ là mình đi trễ chút xíu đó quý vị, là nó sẽ bị kẹt xe. Đó, tại vì chúng ta phải đi lên freeway 5. Mà đấy, cái freeway 5 mà cái thời gian mà cỡ khoảng chừng 9-10 giờ nó bắt đầu nó kẹt xe dữ lắm. Cho nên là tại vì sớm quá cho nên là cũng còn hơi buồn ngủ, nhưng mà không sao, không có uống cà phê. Không được buồn ngủ nha, em rất là yêu đời nha anh Luân Trường, còn nhiều việc để làm cho cuộc đời này lắm nha. Nhưng mà không sao, có cà phê đây, cho nên là quý vị nào mà đi thì Luân Trường nghĩ thì dù chúng ta đi có nguyên gia đình này nọ thì cũng sẽ rất là vui, thì có người nói chuyện này nọ kia. Thì chúng ta sẽ cảm thấy mọi thứ nó trôi qua nó nhanh hơn. Ok, thank you anh Luân Trường, và quý vị ơi hãy chờ đợi xem chúng tôi sẽ đến Bakersfield như thế nào nha. Trường đã đến Bakersfield rồi. Và quý vị thấy không, ở bên hông có những cái hàng cây chào đón anh em thưa quý vị. Một cái đoạn đường rất là dài, sau hàng tiếng đồng hồ ngồi trên xe trong một cái sự chờ đợi nôn nao thì cuối cùng đã đến được Bakersfield. Và hai bên đường thì có rất là nhiều những cái hàng cây hạnh nhân, hàng cây almond, và hoa cũng đã bắt đầu nở thưa quý vị, nhìn rất là đẹp. Và chúng tôi không thể nào chờ đợi thêm được nữa để có thể giới thiệu với quý vị những cảnh đẹp ở Bakersfield, cũng như là cùng tìm hiểu về văn hóa ở đây. Và kính thưa quý vị, Trúc Loan đã đến California Living Museum. Đây là một nơi mà theo như dân locals ở Bakersfield thì họ nói rằng là khi mà đến Bakersfield, ngoài cái việc mà đi thăm những cái vườn cây almond xinh đẹp ra thì cũng phải đến đây để tham quan. Bởi vì theo như chia sẻ thì họ nói là ở đây có khoảng 250 những cái loài sinh vật đang sống ở đây. Có cừu nè, có rắn nè, có rất là nhiều những cái loại động vật ở đây. Thì Trúc Loan mời quý vị theo chân Trúc Loan để đi vào nhé. Và vé vào nơi này thì cũng rất là phải chăng đó quý vị, chỉ có 10 đồng cho người lớn thôi. Và trẻ nhỏ thì nếu mà dưới 3 tuổi là cũng được free, nên Trúc Loan thấy cái điều này cũng rất là đặc biệt. Và thời gian thưa quý vị, khi mà mình đến đây thì nó sẽ mở cửa từ thứ ba đến chủ nhật, và 9 giờ sáng cho đến 4 giờ chiều. Cho nên khi mà quý vị nào mình muốn đến đây thì mình hãy canh những cái ngày này nha. Cái
việc mà quý vị có thể xem những động vật hoang dã ở đây, thì chúng ta còn có thể dắt theo người thân của mình, con cái của mình, những bạn nhỏ đến để tham gia những cái trò chơi ở trong đây, ví dụ như là cái trò chơi leo núi ở đằng đó. Anh thấy có rất là nhiều gia đình đến đây, ông bà, cha mẹ và con cái đi chơi chung với nhau. Cho nên nếu mà quý vị nào cần tìm một nơi để có thể thư giãn với gia đình của mình, cũng như là chơi những cái trò chơi chung với nhau, thì mình cũng có thể đến đây nha. Nếu mà mọi người nào mà ở gần đây thì chúng ta có thể mua Family Membership, và một năm chỉ có 60 đồng thôi, và quý vị sẽ được đến anytime, bất cứ lúc nào mà quý vị muốn. Và quý vị ơi, đây là cái map của museum này. Và chúng ta có thể download trước cái interactive map. Và khi mà mình download cái này đó quý vị, ở trong điện thoại của mình đó, thì nó đặc biệt hơn ở chỗ là không chỉ quý vị có thể nhìn thấy được cái bản đồ ở đây, mà chúng ta có thể interactive, chúng ta có thể zoom và mình có thể nhìn thấy rõ được những cái hình ảnh từng nơi như thế nào, nó rõ ràng hơn. Cho nên là chúng ta nghĩ rằng là nếu mà quý vị nào mình muốn đến đây hiểu rõ nơi này, thì mình có thể dùng cái map này. Bây giờ Trúc Lan mời quý vị đến The Reptile House. Và đây là cái cánh cổng entrance. Đi vào xem có cái gì đặc biệt không ở trong đây nha. Vào trong đây thì cảm thấy rất là ấm nha quý vị. Thường thì những cái loài bò sát thì chúng sẽ thích những cái không gian nào mà ấm cúng. Cho nên là trong đây cảm giác rất là ấm so với nhiệt độ bên ngoài. Và chúng ta có thể nói đây là một cái vương quốc thu nhỏ của những loài bò sát thưa quý vị. Không biết là quý vị có sợ rắn hay không, chứ là Trúc Lan thích nhìn nhưng mà Trúc Lan cũng rất là sợ. Cái này mà gặp ở ngoài là bỏ chạy đó quý vị à. Một chú rắn thật là hiếu động. Ồ, cái này chắc là rắn chuông đó anh à. Loài rắn này thì Trúc Lan nghĩ là rắn chuông đó quý vị. Cái đuôi của nó rất là lạ, giống như cái chuông gì đó. Rung, nó có thể rung. Dễ thương quá kìa. Mọi người xung quanh có vẻ rất là hứng thú với cái màn cho ăn đó quý vị à. Mấy bé nhỏ rất là thích luôn. Chú rùa thật là dễ thương. Những quý vị nào mà đang muốn tìm một nơi để dắt cả gia đình mình đến chơi, nhất là những cái gia đình mà có các em bé nhỏ, thì mình có thể đến đây nha. Này chắc thấy đang được quay phim nên không dám ăn nè. Đúng rồi, ăn xấu. Loài rắn này thưa quý vị thì cái món khoái khẩu của cái loài rắn này đó quý vị là những chú thỏ nè, những cái động vật nhỏ hoặc là chuột. Rồi chú cũng rất là thích ăn những cái loài trứng của những cái con vật khác nữa quý vị, những cái trứng chiên nè, trứng bình thường hoặc là thằn lằn nữa. Wow. Thật là đặc biệt luôn đó quý vị. Một chú rắn thôi mà có đến hai màu nha. Trên cái thân hình có đến hai màu. Đúng là lạ nha. Bởi vì mình phải đi xa nhiều thì mình mới thấy được những cái điều đặc biệt như thế này. Anh hãy quay cận mặt. Em thay mặt chú rắn nói cho anh Lương Trường. Anh hãy quay cận mặt của em nào, cho em một shot cận mặt nào. Chân dung ha. Hãy quay cho em một shot chân dung beauty. Thật sự thì nhìn rất là đẹp quý vị, nhưng mà ở ngoài chắc chúng ta bỏ chạy đó.
mà quý vị muốn tổ chức những buổi tiệc, những buổi sinh nhật hoặc là đám cưới khó quên thì chúng ta cũng có thể đến đây tổ chức cho quý vị. Thay vì là tổ chức ở những cái nhà hàng rất là bình thường thì mình có thể mang người thân, bạn bè của mình đến đây để tổ chức những buổi tiệc, buổi sinh nhật thật là nhiều kỷ niệm. Và quý vị ơi, quý vị thấy không, khung cảnh ở đây rất là hùng vĩ, cũng có nhiều cây cối nè, rồi có những cái dòng sông chảy róc rách, rồi bên cạnh đó là ở phía xa xa thì chúng ta thấy những cái ngọn đồi nữa thưa quý vị. Và Trúc Loan cảm thấy khi mà đến đây đó, thời tiết nó không hề lạnh như là mình kiểm tra nhiệt độ ở nhà và thấy rất là thoáng đãng. Cho nên nếu mà quý vị nào cần một nơi để mà thư giãn hơn, thay đổi cái không khí bên xung quanh mình đó, thì mình chắc chắn phải đến đây. Cái này là chỗ dành cho những cái loài mèo nha quý vị. Mình nói mèo ở đây chứ thật ra là có sư tử nữa nha. Và đây là những cái loài đặc trưng ở California. Mountain lion, một loài sư tử núi. Hy vọng là sẽ thấy một con sư tử núi trong đây. Chắc mình đi vào giờ trưa đó quý vị, cho nên là chú sư tử núi nào cũng đang ngủ hết, tức là đang take a nap á. Bởi vì con người của mình cần ngủ trưa thì sư tử cũng như vậy nha quý vị. Cái này là bobcat nha quý vị. Và cái loài mèo này thì nhỏ hơn sư tử núi rất là nhiều, và đuôi cũng ngắn hơn cái loại sư tử núi luôn. Đây là hình ảnh cận mặt của chú bobcat nha quý vị. Và bobcat cũng như là mountain lion, hai cái giống mèo này là hai cái giống mèo đặc trưng của California. Quý vị thấy không, những em bé nhỏ rất là thích chú đại vàng này nên cứ khen pretty suốt luôn, khen đẹp suốt luôn kìa. Cho nên là chúng ta hãy dắt gia đình người thân của mình đến đây nếu mà quý vị muốn nha. Đây là một cái giống cền cền đặc biệt của California đó quý vị. Và số lượng những cái loài cền cền này đã đi xuống rất là nhiều, cho nên đây cũng là một cái giống loài mà cần được bảo tồn. Và một sải cánh của loại condor này rất là rộng nha quý vị. Nếu mà cái sải cánh bên ngoài là phải 9.5 foot đó. Quý vị thấy không, rất là to. Vậy Trúc Loan đứng thử cho quý vị xem nè. Cánh tay Trúc Loan sải ra cũng không có bằng cái con này nữa nha. Đó, thấy chưa, một cái chú cền cền rất là lớn. Nhưng mà gương mặt của Trúc Loan ép vô cái người này rất hợp nha. Vậy hả? Quý vị nào mà thường xem những cái chương trình mà Thế Giới Động Vật đó quý vị, thì Badger là một trong những cái con mà nhìn nhỏ nhưng mà rất là có vỏ và đánh lộn thì rất là hay. Cho nên là đôi khi là những cái con mà sư tử cũng phải sợ cái con này, cọp cũng vậy luôn. Và cái móng thì rất là dài và được cái là nó hăng, cái sức của nó rất là bền đó quý vị. Đây là một con Badger, một cái giống lửng thưa quý vị, một cái dạng chồn. Thường cái giống loài này sẽ được sinh vào tháng 3 hoặc là tháng 4 thưa quý vị. Quý vị thấy không, những cái bạn nhỏ rất là thích cái chú dê này. Và thay vì mà phải nhìn những cái hình ảnh những con động vật này ở trên máy tính cũng như trên sách vở, thì các bé nhỏ sẽ được nhìn thấy tận mắt những cái động vật sống và cũng sẽ được tiếp xúc rất là gần với những cái động vật này. Đây cũng là một điều mà Trúc Loan thấy rất là tuyệt vời. Wow, thì ra là chúng ta có thể dạy cho những cái chú dê này tên của chúng và chúng sẽ đi lại khi mà được gọi tên nha quý vị. Một giống loài cũng rất là thông minh nha.
loài chim cú thưa quý vị. Trúc Lan rất là thích cái loài chim này, cho nên là vừa thấy là phải chỉ anh Luân Trường ngay. Và bé cú đang ngủ nha quý vị, mắt nhắm nghiền, nhưng mà mình nhìn thì thật sự rất là cute, tròn u à, mập mập tròn tròn đó quý vị, dễ thương lắm. Rồi khi mà đến đây thì quý vị không cần lo về cái vấn đề đói bụng nha, tại vì chúng ta đã có một cái food truck, một xe đồ ăn rồi. Và những cái món ăn này thì Trúc Lan thấy cũng rất là dễ ăn và các bạn nhỏ sẽ rất là thích, cho nên là mình cứ thỏa thích tham quan và đói bụng thì mình đến đây ăn. Và quý vị thấy là những cái bông hoa rất là đẹp, và ở trong nhụy sẽ có màu hồng thưa quý vị. Và ở trong đây thì Trúc Lan thấy là hàng ngàn cây hoa hạnh nhân đang trổ hoa, rất là xinh đẹp. Và nếu mà quý vị nào mà chúng ta muốn có những khung hình kỷ niệm với người thân của mình, bạn bè của mình, thì chúng ta có thể rủ nhau đi đến Bakerfield cũng như là đến những cái vườn hoa như thế này. Quý vị đang được xem những hình ảnh của vườn hoa Almonds ở thành phố Bakerfield tại Nam California. Và Hoa Kỳ là nước sản xuất hạnh nhân số lượng lớn nhất trên thế giới. Mỗi cây hạnh nhân có thể có tới 10.000 nụ hoa, và mỗi nụ hoa phải được ông thụ phấn để tạo ra một quả hạnh nhân. 75% hạnh nhân trên thế giới được trồng ở California. Và bây giờ Trúc Lan sẽ phỏng vấn hai cô chú rất là tình cảm quý vị. Trúc Lan và anh Luân Trường thấy là muốn hỏi cô chú một vài câu hỏi ngay. Dạ vâng, dạ con xin chào cô chú ạ. À, con là từ đài truyền hình AVA Channel, và ngày hôm nay thì con có một số câu hỏi dành cho cô chú. Nhưng mà trước tiên thì con xin mời cô chú giới thiệu tên của mình. Ồ, mình tên là Loan Phạm. Mình ở Hoa Thành Ba Lê. Dạ. Dạ, chú tên là Trọng Nguyễn. Chú Trọng Nguyễn, dạ, dạ con chào hai cô chú. Và cái vườn hoa này là mình có đến đây nhiều lần chưa, hay là đây là lần đầu mình đến? Lần đầu tiên cô chú mới đến. Wow, lần đầu tiên đó quý vị. Cũng giống như là Trúc Loan luôn và anh Luân Trường. Bọn em cũng tên Loan luôn. Dạ tên Loan luôn. Dạ. Dạ. Và quý vị ơi, nếu như mà quý vị nào mà mình muốn một cái khung cảnh lãng mạn với người thân, người yêu của mình, thì hãy đến đây giống như là cô chú ạ. À. Và cho con hỏi là khi mà mình làm như thế nào mà mình biết được cái vườn hoa này ạ? Ồ, thì là ông em dâu của mình nó đi về chụp hình thấy đẹp quá nên mình mê quá, ráng đi. Dạ. Mặc dù quá xa. Mặc dù quá xa. Yes. Dạ đúng rồi. Chạy lên đây là cũng mất 3-4 tiếng đúng không? 3 tiếng. Dạ. Dạ và vâng, chú Lan rất là cảm ơn cô chú đã dành thời gian để trả lời cái buổi phỏng vấn này ạ. Tụi con cảm ơn cô chú rất là cảm nhiều. Cảm ơn em rất nhiều. Dạ. Là nhiều hoa và nhiều cây ở đây thưa quý vị, cho nên là chúng ta sẽ không có lo lắng về cái vấn đề là không có một cái góc hình đẹp cho mình, bởi vì
có rất là nhiều những cái hàng cây, và Trúc Lan thấy là ai cũng sẽ tự tìm cho mình những cái hàng cây thật là xinh đẹp để mà có những cái tấm hình kỷ niệm cũng như là những cái đoạn video kỷ niệm với người thân của mình. Nên quý vị hãy dẫn người thân của chúng ta nè, rồi bạn bè đến đây để có những cái giây phút thư giãn nha quý vị. Và thời tiết ở đây thì Trúc Lan thấy cũng không có quá lạnh, rất là mát mẻ và không khí cũng trong lành nữa. Cho nên chúng ta có thể đến đây để thay đổi không khí thưa quý vị. Đời sống một cây hạnh nhân khoảng từ 30 đến 40 năm. Chỉ cần trồng 2 năm là cây đã ra trái. Nhưng thời điểm mà cây ra nhiều trái nhất là khi cây khoảng 5 năm tuổi trở lên. California đã có hơn 800.000 acre. Và giới phân tích kinh tế quả không ngoa khi đã so sánh ngành hạnh nhân tiền tỷ này là The New Gold Rush. Hoa hạnh nhân đâm nụ từ tháng 11, nở tưng bừng từ tháng 2 đến tháng 3. Nên những ai thích những cảnh hoa đẹp này thì hãy nhanh chân đến vườn hoa để chụp hình trong thời gian đó. Và sau đó, cây ra trái, họ sẽ thu hoạch từ tháng 8 đến tháng 10. Tốn khá nhiều nước, cho nên mỗi năm tiểu bang California lúc nào cũng phải duy trì khoảng 10% lượng nước cho các trang trại hạnh nhân. Và bây giờ hệ thống nước hiện đại hơn, cho nên sẽ có hệ thống nước ngầm ở dưới cây. Mặc dù chúng ta nhìn thấy ở trên mặt đất rất là khô ráo, nhưng thật ra ở bên trong rất là ẩm. Vâng thưa quý vị, cuối cùng Trúc Loan cũng đã được đứng chung khung hình với anh Luân Trường rồi. Ngày hôm nay anh Luân Trường vừa là cameraman, vừa là đạo diễn và kim everything luôn. Và bây giờ thì Trúc Loan rất là muốn phỏng vấn cho anh Luân Trường. Tại vì nãy giờ Trúc Loan thấy là anh cảm thán về cái vườn hoa này rất là nhiều. Bây giờ thì anh hãy cho Trúc Loan cùng quý vị khán giả biết là anh cảm thấy như thế nào khi mà bước đến một cái vườn hoa tuyệt đẹp như thế này. Vâng, đầu tiên thì Luân Trường muốn cho cái nhà biết là cái vườn hoa này nó chỉ nở trong vòng từ 3 đến 4 tuần thôi. Cho nên là thường thường nó nở vào đầu tháng 2. Nó có một cái website mà quý vị vô đó quý vị sẽ biết được là khi nào cái hoa nó sẽ nở. Mà thường thường Luân Trường thấy là đầu tháng 2 là bắt đầu nó nở đó. Cho nên nếu như được là cứ giữa tháng 2 cho đến gần cuối tháng 2 quý vị đi là rất là đẹp. Và cái thời gian quý vị nên đi đến đây theo Luân Trường thấy là khoảng chừng từ 3 giờ đến 4 giờ. Là lúc đó là cái mặt trời nó có nhiều mây che đó, và cho nên là như quý vị cũng thấy nãy giờ đó là không có bị những cái nắng nó hắt quá. Nếu như mà đi mà sớm quá buổi trưa thì nó sẽ làm cho mũi tay rất là khó chụp hình. Và anh biết anh có muốn nói gì không?
Nãy giờ khi mà anh Lương Trường nói đó, khi một cái làn gió thổi qua đó, những cái cánh hoa rơi á, nhìn rất là đẹp, rất là lung linh. Đó, chứ không biết quý vị mà muốn chụp hình hay là quay những cái cảnh, những cái khung hình mà đẹp, hay là quý vị chuẩn bị cưới chẳng hạn, đó có những cái section đó, chúng ta có thể tới đây nếu trong cái mùa này nha, chứ không phải là đưa tiên chúng ta. Vậy rồi bây giờ lỡ muốn cưới rồi là phải đợi tới năm sau về tới đây thì mới được cưới hả? Lúc đó chúng ta sẽ kiếm những cái nơi khác thì quý vị cứ theo dõi chương trình của chúng tôi, thì chúng tôi sẽ cố gắng đem tới những cái nơi mà chúng ta có những cái cảnh đẹp, chúng ta có thể chụp hình được. Và một điều nữa là Lương Trường đã từng tới đây vào cái mùa mà hơi ấm chút xíu, tức là gần cuối đúng không anh? Hết tháng 2 Lương Trường mới tới đây. À, lúc là đó, những cái ngày cuối cùng của hoa, còn hoa không anh? Còn một con đường và còn một vài cây hoa. Cho nên Lương Trường đã cố gắng đứng đó khoảng chừng nửa tiếng để Lương Trường quay bài hát của Lương Trường. Thì ra đó là lý do vì sao mà Lương Trường cứ hối trung lo là phải đi nhanh lên, không đúng có rồi. Được chờ đợi là hết hoa. Đúng rồi, tại quý vị không? Mình chạy 3 tiếng đồng hồ đến đây á, cuối cùng nó không có hoa để chụp á, mình cảm thấy rất là khó chịu, đúng không? Đúng rồi, rất là đau lòng. Đau lòng đó, cho nên là quý vị nên nhớ nha, từ trong khoảng từ tháng 2 và 3 đến 4 tuần thôi là hoa nó sẽ không còn nữa. Vâng, Trung Loan rất là cảm ơn anh Lương Trường đã dành thời gian với Trung Loan để làm một cái show thật là đặc biệt như thế này. Và quý vị ơi, nếu mà quý vị nào mà đam mê du lịch nè, thích khám phá những cái nơi mới mẻ hơn, thì chúng ta hãy đón xem những cái show tiếp theo của chương trình Sit and See. Và một lần nữa thì Trung Loan rất là cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình ngày hôm nay. Trung Loan chúc tất cả quý vị khán giả thân mến của đài AV thật là nhiều sức khỏe, và chúng tôi sẽ hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo.